Mời quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức Giải TV. Thưa quý vị và các bạn, lời khai lạnh gáy của hai tên tội phạm giúp tường Trung Quốc vượt ngục. Và các bản tin trước chúng tôi đã đưa tin, vào đêm hôm qua lợi dụng trời mưa, gió to, hai phạm nhân người Việt Nam nhốt chung phòng tạm giam cùng với tướng Trung Quốc Lý Tắc Thành Trung Quốc đã cưa trần song sắt ở cửa sổ phòng giam, sau đó đưa viên tướng này cùng vượt ngục. Sự vụ này xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm đến 4 giờ sáng tại trại tạm giam quân đội T-45. Trước đó, viên tướng Lý Tắc Thành được giam giữ một mình ở một phòng giam đặc biệt, nhưng hắn đã xé quần áo bện thành một sợi dây vải treo trên song sắt cửa sổ phòng giam tự sát. Tuy nhiên, hành động này của hắn đã bị lính gác trại giam phát hiện, nên hắn đã may mắn được cứu sống. Để tránh tình trạng này xảy ra, nên phía trại giam đã cho hai phạm nhân khác vào nhốt chung với viên tướng này. Hai phạm nhân này được cán bộ trại giam giao cho một nhiệm vụ là trông coi viên tướng Lý Tắc Thành không cho hắn tự sát. Ban giám thị trại tạm giam T-45 cũng hứa nếu hai phạm nhân này làm tốt công việc này, khi đến ngày lễ có chỉ thị được giảm án, ban giám thị sẽ đề xuất cho hai phạm nhân này được giảm án với thời gian nhiều nhất theo quy định. Thế nhưng thay vì trông coi viên tướng này, hai phạm nhân này đã lợi dụng mưa gió cưa song sắt cửa sổ để trốn trại. Hơn thế nữa, hai kẻ phản tù này còn mắc một sai lầm khó có thể tha thứ, đó là giúp đỡ tướng Lý Tắc Thành người Trung Quốc cùng bỏ trốn. Được biết trước đó, tướng Lý Tắc Thành đã được 30 lính quân báo của Trung Quốc đưa hắn trốn từ thành phố Hồ Chí Minh đến cửa khẩu Mộc Bài theo đường tắt để vượt biên giới sang Campuchia. Nhưng đội quân này đã chạm trán với lính biên phòng của Việt Nam. Trong cuộc đấu súng nghẹt thở với lính biên phòng Việt Nam, tướng Lý Tắc Thành của Trung Quốc đã bị bắn một phát vào phần mềm ở bắp chân. Vì thế, hắn đã bị bắt lại đưa về trại tạm giam quân đội T-45 để thẩm vấn. Ở trong tình trạng bị thương như thế với tuổi tác đã cao, nếu viên tướng này không có sự giúp đỡ của hai người phạm nhân người Việt Nam, thì hắn không thể nào trốn thoát khỏi buồng giam được. Ngay sau khi lính canh gác của trại tạm giam phát hiện phòng giam số 2, dãy đê nhốt tướng Lý Tắc Thành của Trung Quốc bị cưa gãy bốn chân song sắt. Nhiều lính gác của trại giam này canh gác trong hai ca trực từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng đã bị bắt để điều tra vụ án. Một cán bộ quản lý trại giam dãy đê cũng bị Ban Quân pháp Trung ương triệu tập để thẩm vấn. Theo nguồn tin mới nhất từ phía trại tạm giam quân đội T-45, có rất nhiều cán bộ và chiến sĩ của trại giam bị đưa vào tầm ngắm. Hiện nay chưa xác định chắc chắn ai là thủ phạm chính giúp đỡ viên tướng tội phạm chiến tranh có nhiều lượng máu với người dân Việt Nam này trốn thoát. Tuy nhiên, tại hiện trường bên ngoài cửa sổ phòng giam, phía trại giam đã thu giữ được một lưỡi cưa sắt mới tinh rất sắc bén. Nếu không có kẻ nào đó từ bên ngoài tuồn lưỡi cưa này vào phòng giam, thì những kẻ đang bị giam giữ không thể nào có lưỡi cưa sắt để thực hiện phi vụ này. Còn việc viên tướng này chạy thoát được ra khỏi nơi giam giữ, chắc chắn hắn đã được hai phạm nhân người Việt Nam giúp sức. Cũng theo nguồn tin này tiết lộ, hai phạm nhân đã giúp tướng Lý Tắc Thành trốn thoát đã bị tạm giam ở đây được 8 tháng. Chúng đã bị tòa kết án và đang đợi chờ ngày chuyển đến một trại giam khác để cải tạo lao động. Hai phạm nhân nhất chung với viên tướng này là Nguyễn Văn Bảy, quê quán ở Đông Triều Quảng Ninh, căn tội tiết lộ bí mật quốc gia, án phạt 16 năm. Lê Văn Hòa, quê quán ở Biên Hòa Đồng Nai, căn tội hiếp dâm người dưới 13 tuổi, án phạt 20 năm. Kính thưa quý thính giả và các bạn, khi chúng tôi chuẩn bị xuất bản video này, thì một nguồn tin mới đã đến với chúng tôi. Đó là vào lúc 15:30 chiều ngày hôm nay, một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh đã gọi điện thoại báo cho công an biết rằng tại một căn nhà hoang thuộc phường 17 Gò Vấp có hai người đàn ông lạ mặt đang ở đây. Nhìn qua hai người này trông rất giống với ảnh truy nã của công an. Người dân này định vào khu nhà bỏ hoang này để bán chim. Anh ta gặp hai người lạ mặt. Hai người này thấy người lạ đã đi luôn vào trong căn nhà hoang đó. Khi nhận được thông báo này, phía quân đội và lực lượng chống khủng bố đã điều động 5.000 quân lính đến bao vây căn nhà hoang này. Khi vòng vây bị siết chặt, hai kẻ lạ mặt biết không có cách nào trốn thoát đã nhanh chóng ra hàng. Hai kẻ đó chính là hai phạm nhân vượt ngục Nguyễn Văn Bảy và Lê Văn Hóa. Tuy nhiên, kẻ vượt ngục nguy hiểm nhất là viên tướng Trung Quốc Lý Tắc Thành không có ở đây. Ngay lập tức, hai phạm nhân Nguyễn Văn Bảy và Lê Văn Hóa đã bị di lý về trại giam T-45 để lấy lời khai. Tại đây, hai kẻ vượt ngục này đã khai rằng khi được cán bộ trại giam cho nhốt chung phòng giam với tướng Lý Tắc Thành, viên tướng này đã thuyết phục được họ giúp hắn vượt ngục. Chỉ nghe những lời khai đầu tiên của hai tên tội phạm này, những cán bộ hợp cung đã ngay lập tức phủ đầu báo cho chúng biết rằng khai báo láo nếu án phạt sẽ tăng cấp nhiều lần bởi vì tướng Lý Tắc Thành không biết nói tiếng Việt Nam. Tuy nhiên, hai tên tội phạm này khẳng định rằng không những viên tướng này nói được tiếng Việt mà hắn còn nói thành thạo như một người Việt Nam miền Bắc.
Nếu đúng đây là sự thật thì ngay cả các cán bộ hỏi cung của ta cũng đã bị viên tướng này lừa rồi. Bởi từ khi hắn bị bắt, hắn chưa hề nói một câu tiếng Việt nào. Khi các cán bộ hỏi hắn, hắn tỏ ra ngơ ngáo, không hiểu một chút nào về tiếng Việt. Bởi thế cán bộ hỏi cung đã phải cho gọi một người biết tiếng Trung đến để phiên dịch. Đây chính là mánh khóe của viên tướng này. Rất có thể hắn có suy nghĩ rằng hắn sẽ nói những điều riêng nào đó với người phiên dịch mà cán bộ ta có nghe cũng không hiểu. Nhưng nếu nghĩ như vậy là sai lầm, bởi tất cả các cuộc hỏi cung của hắn đã được ghi âm, toàn bộ không sót một từ ngữ nào, sau đó sẽ được dịch ra tiếng Việt. Kính thưa quý thính giả và các bạn, theo lời khai ban đầu của hai kẻ tội phạm này, viên tướng Lý Tắc Thành nói với chúng rằng nếu cứu hắn vượt ngục, thì khi ra khỏi đây hai kẻ này muốn có bao nhiêu tiền cũng được. Hắn khẳng định điều này và khi tiết lộ rằng Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc là Tập Cận Bình là bạn thân của hắn, cho nên chuyện tiền bạc đối với hắn không thành vấn đề. Và hắn kể cho hai tên tội phạm này nghe, Tập Cận Bình đã ra lệnh cho quân báo của Trung Quốc đang hoạt động tại Việt Nam tấn công xe chở phạm nhân cứu hắn như thế nào. Khi nghe hai tên tội phạm này nói rằng có thoát ra khỏi đây cũng chẳng biết trốn đi đâu, bị bắt lại sẽ bị tăng án phạt tù, thậm chí bị xử tội tử hình, thì có tiền cũng chẳng làm gì. Tướng Lý Tắc Thành đã nói rằng hắn sẽ đưa hai kẻ tội phạm này sang Trung Quốc cùng hưởng vinh hoa phú quý. Để thuyết phục hai tên tội phạm này, tướng Lý Tắc Thành vạch cho chúng nghe một kế hoạch vượt biên đầy ngoạn mục. Theo kế hoạch này, khi thoát ra khỏi đây, hắn sẽ gọi điện cho quân lính hoạt động ngầm ở Việt Nam đến đón hắn đến một cơ sở bí mật. Sau đó, lính quân báo sẽ đưa cả ba người ra biển. Tàu ngầm của Trung Quốc sẽ vào sâu lãnh hải của Việt Nam đón hắn sang Trung Quốc. Lúc tàu ngầm đến đón ba người, dù hải quân Việt Nam có phát hiện ra cũng chẳng dám làm gì. Tàu Trung Quốc tha không bắn vào tàu Việt Nam thì thôi, chứ tàu Việt Nam không dám động đến tàu Trung Quốc. Và khi sang Trung Quốc rồi, hai kẻ giúp hắn trốn thoát, thích thế nào hắn sẽ chiều theo tất cả. Ngay cả muốn đón vợ con, thậm chí cả gia đình và bạn bè sang Trung Quốc thì hắn cũng đáp ứng cho tất cả. Một kế hoạch khác cũng được tướng Lý Tắc Thành vạch ra. Hắn có thể điều động nhiều máy bay cho lính dù nhẹ dù xuống bất cứ nơi nào trên đất Việt Nam để cứu hắn. Và chỉ chưa đầy một tiếng sau, tất cả đã bay sang địa phận của Trung Quốc. Khi hai kẻ phạm tội này đã đồng ý với kế hoạch của tướng Lý Tắc Thành vạch ra, hắn đã đưa cho hai kẻ này một lưỡi cưa sắt để cưa bốn thanh sắt cửa sổ. Rất may mắn cho bọn chúng là đêm đó trời mưa quá to. Hai kẻ tội phạm cưa rầm rầm nhưng tiếng mưa gió át hết cả tiếng cưa sắt phát ra. Sau khi đã bẻ gãy bốn thanh sắt, tên Nguyễn Văn Bảy leo lên trốn ra ngoài phòng giam trước. Tên Lê Văn Hóa cho viên tướng này đứng lên vai trèo qua cửa sổ. Tên Nguyễn Văn Bảy đỡ viên tướng này ở bên kia bờ tường phòng giam. Tiếp đến chúng vượt qua bức tường có hàng rào dây kẽm gai. Trước đó theo lệnh của viên tướng này, chúng đã đem theo tất cả quần áo sẵn có của mỗi người. Những bộ quần áo này được trải lên bức hàng rào kẽm gai và chúng trèo qua đó vượt qua bờ tường ngoài trại giam. Vì trời mưa gió quá to, gió ra từng hồi, nên lính canh gác ở trời canh gác trại giam cũng không phát hiện được cuộc trốn lại đầy ngoạn mục của bọn chúng. Ra đến ngoài đường lộ, chúng đã bắt được một chiếc taxi. Tướng Lý Tắc Thành gọi điện cho quân lính đưa xe con đến đón hắn. Trong khi đó, hắn nói với hai tên tội phạm chờ hắn ở một chỗ nào đó, khi hắn sắp xếp xong việc sẽ cho quân lính đến đón để đi sang Trung Quốc với hắn. Cũng theo lời khai của kẻ phạm tội này, trước lúc chia tay nhau, hắn bảo tên lái xe đến đón hắn lấy tiền đưa cho hai kẻ ân nhân. Tên lái xe rút ra một tập tiền loại giấy tờ 500.000 đồng không cần đếm ném cho bọn chúng. Khi về đến ngôi nhà hoang, bọn chúng đếm được là 100 triệu đồng. Theo như viên tướng Lý Tắc Thành hứa với bọn chúng thì chỉ cần trong 3 ngày, hắn sẽ cho người đến đón hai kẻ tội phạm này sang Trung Quốc. Khi được hỏi là tại sao không đi theo tướng Lý Tắc Thành, hai kẻ này nói họ không cho đi theo vì sợ bị lộ, tốt nhất cứ tìm một nơi trú ẩn an toàn trong 3 ngày là ổn. Và đương nhiên viên tướng này lẩn trốn ở đâu thì hai kẻ đầu đất này cũng không bao giờ có thể biết được. Chúng cứ nghĩ rằng viên tướng Trung Quốc sẽ đến đón hắn, nhưng nếu đầu óc tỉnh táo một chút thì bọn chúng phải hiểu rằng dưới con mắt của tướng Lý Tắc Thành, chúng chỉ là phường trộm cướp không hơn không kém. Hắn thực hiện phương cách vắt chanh bỏ vỏ, kể cả hai tên tội phạm này chưa bị bắt thì hai tên tội phạm này cũng đừng mơ hắn đưa bọn chúng về Trung Quốc. Một điểm mấu chốt của vụ án này đang được các cơ quan chức năng làm rõ, đó là ai đã đưa cho tướng Lý Tắc Thành của Trung Quốc lưỡi cơ sắt. Chắc chắn rằng người tuần lưỡi cơ sắt này vào tận trại tạm giam cho tướng Lý Tắc Thành Trung Quốc chắc chắn là cán bộ và nhân viên đang làm việc trong trại tạm giam T45. Hành động này thật đáng lên án và không thể nào chấp nhận được. Tuy nhiên vấn đề này thuộc về cơ quan điều tra, chúng ta sẽ chờ đợi xem ít ngày nữa kẻ đó là ai và chờ đợi xem tướng Lý Tắc Thành có bị bắt lại hay không. Quân khu Campuchia báo đồng đỏ vì cháy lớn sân bay Darassacor ăn pháo cối từ Việt Nam nã sang. Kính thưa quý vị và các bạn, xung đột giữa Việt Nam và Campuchia đang ngày càng leo thang trên các khu vực biên giới. Một số thông tin từ người dân địa phương cho biết thêm rằng, lực lượng quân đội Campuchia đã được điều động đến hàng loạt các tỉnh sau khi khoảng hơn 60.000 dân thường của Campuchia đã được di tản vào sâu trong khu vực.
biên giới của nước này nhằm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quy mô lớn kể từ năm 2015 đến nay. Một số những thông tin cho biết rằng quân đội Campuchia nhận được sự bảo trợ lớn từ quân đội Trung Quốc đã trở nên vô cùng tự tin, các thông tin cho biết thêm, nhờ vào sự bảo kê và đầu tư lớn từ phía Trung Quốc. Trong vấn đề có liên quan đến khí tài cá nhân, thậm chí là một số tên lửa, pháo cao xạ, xe tăng, xe bọc thép, quân đội Campuchia đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng nếu so với lực lượng quân đội chính quy của Việt Nam dọc khu vực biên giới Tây Nam nói riêng và miền Nam của Việt Nam nói chung thì vẫn còn thua xa. Thế nhưng nhà lãnh đạo của Campuchia đã trở nên quá tự tin nhờ vào sự bảo trợ của ông Tập Cận Bình, thế nên Hun Sen đã ra sức sử dụng các lực lượng đối lập như là một công cụ nhằm thu phục với người dân Campuchia, chuẩn bị cho một khả năng đánh chiếm đất của khu vực họ gọi là Khmer. Vùng đất này bao trùm toàn bộ miền Nam của Campuchia trong nhiều năm qua, người dân của họ luôn nuôi mộng rằng đây chính là đất của người Campuchia và họ cần phải lấy lại. Chính vì lòng tham như vậy khiến cho Hun Sen cùng với các nhà lãnh đạo quân sự Campuchia trở nên vô cùng điên cuồng, muốn tìm các giải pháp quân sự nhằm thu hồi các mảnh đất mà họ gọi là của họ như trên. Tuy nhiên, phía Việt Nam đang cho thấy rằng sự cứng trắng nhất định từ các tư lệnh quân đội dọc khu biên giới. Họ quyết định không nhường nhịn. Một số động thái cho biết quân đội Campuchia trong vài năm qua đã tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công vào cột mốc 203 tại khu vực Long An, cửa khẩu Điện Biên thuộc An Giang và khu vực Kiên Giang. Các khu vực này là cứ điểm luôn có những cuộc đối đầu quy mô nhỏ. Tình thế leo thang đến mức độ bộ đội biên phòng của Việt Nam của các tỉnh này phải tổ chức một đội quân vừa tổ chức chiến đấu vừa sản xuất. Theo đó, mô hình tổ chức quen thuộc là 400 người dân thì sẽ có 10 người tham gia công tác chiến đấu. Quân đội Việt Nam đã huấn luyện cho những người dân thường này chuẩn bị cho một kịch bản tấn công quy mô lớn bằng xe tăng và xe bọc thép. 10 người sẽ tổ chức vừa theo dõi quan sát tình hình khu vực bên kia biên giới, vừa tham gia sản xuất tại chỗ theo tinh thần, vừa sản xuất vừa chiến đấu. Toàn bộ quá trình chuẩn bị như vậy đã cho thấy Việt Nam đã có một sự chuẩn bị công phu nhằm sẵn sàng cho một tình huống chiến tranh quy mô lớn dọc các tỉnh biên giới. Bên cạnh đó, một số thông tin từ các giới tướng lĩnh quân khu 7 cho hay quân đội Trung Quốc dưới hệ thống tình báo Hoa Nam đã mở rất nhiều công ty, thuê rất nhiều đất của Campuchia dọc các tỉnh biên giới giáp với Việt Nam. Quá trình này người ta gọi là trinh sát thuộc địa. Chính sách thuộc địa của quân đội Trung Quốc khiến cho người Việt Nam vô cùng bất an. Đây cũng là yếu tố chính là nơi tụ họp binh lính mà Trung Quốc sử dụng để tấn công sang Việt Nam. Rõ ràng thì ngày càng cho thấy Campuchia của ông Hun Sen trở thành một chư hầu của Trung Quốc, nếu không muốn nói là Trung Quốc đã muốn biến ông Hun Sen và hơn 100.000 lính của Campuchia là một đội quân đánh thuê nhằm chống lại Việt Nam trên đất liền phía khu vực Tây Nam Á. Việt Nam và Trung Quốc những đợt này có rất nhiều ân oán liên quan đến các khu vực chiến lược trên Biển Đông và khu vực trên biên giới phía Bắc. Điều đó khiến cho ông Tập Cận Bình nuôi dưỡng tham vọng muốn đánh bại đội quân của Việt Nam. Campuchia được sử dụng như là một quân bài nhằm thể hiện sự bành trướng của Trung Quốc ra các khu vực xung quanh hơn 4 thập niên sau khi Việt Nam đánh bại lật đổ chế độ Khmer Đỏ, rồi đưa đảng nhân dân Campuchia lên cầm quyền. Quan hệ giữa hai nước cộng sản anh em từng đồng hành với nhau trong giai đoạn lịch sử thì đợt này đã không còn gắn bó như trước. Ngược lại, càng nhiều chỉ dấu cho thấy Hun Sen rất lại gần với Tập Cận Bình, chỉ mong lấy được số tiền còn mà phía Tập Cận Bình viện trợ. Trong những ngày vừa qua, một số thông tin từ tình báo Mỹ cho hay rằng quân đội Trung Quốc đã thuê các căn cứ của Campuchia, khu cảng biển nước sâu trên khu vực bán đảo. Đuổi người dân địa phương đi để lấy khu vực đất này khiến cho toàn bộ người dân Campuchia vô cùng bức xúc, trong khi đó giới tướng lĩnh của Việt Nam thì hết sức đề phòng. Trước các thông tin bằng chứng như vậy, một số chỉ dấu cho biết khi đội quân Campuchia tổ chức tấn công đồn biên phòng và cột mốc 203 tư lệnh quân khu 7 đã phát lệnh tấn công, bắn hàng loạt các hỏa tiễn công phá vào toàn bộ sân bay trên bán đảo Koh Kong. Hiện nay, đội quân Campuchia ứng phó trước khẩn cấp như trên bằng cách báo động đỏ. Thế nhưng, lưới phòng thủ tên lửa tầm xa của Việt Nam đã vượt qua khả năng phòng ngự của đội quân Campuchia. Khả năng tác chiến tên lửa của quân đội Campuchia cho thấy nước này vô cùng yếu kém. Lục quân Campuchia dưới sự đầu tư lớn lao của quân đội Trung Quốc
nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến trên bộ đối với Việt Nam đã không phát huy tác dụng trong trường hợp này. Hơn nữa, quân đội Trung Quốc lại không có sức đề phòng, cảm giác không ngờ Việt Nam lại đưa ra hàng loạt các kế hoạch đánh chiếm một cách táo bạo như vậy. Trong một bài phóng sự đài VOA trước đó, người ta đã có sự phân tích về mối quan hệ trở nên phức tạp hơn, phần lớn là do Campuchia ngày càng xích lại gần hơn đối với Trung Quốc, một nước đang có tranh chấp trên chủ quyền đối với Việt Nam và một số nước khác trong khu vực Biển Đông. Trong bối cảnh Campuchia ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh, quốc phòng và vấn đề quân sự, các chuyên gia nhận định rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia đang có nguy cơ tan vỡ, tùy thuộc vào cách Trung Quốc sử dụng hình ảnh cường quốc của mình đối với Hun Sen và cách đáp ứng của Campuchia trước những áp lực như vậy. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Campuchia và Việt Nam ngày càng gia tăng sau khi ba tàu chiến của Trung Quốc cập cảng Thủ tướng Hun Sen dự kiến sang thăm Trung Quốc trong vòng thời gian này, là một trong nhiều chuyến thăm Trung Quốc trong mấy năm gần đây giữa lúc hai nước đang chuẩn bị cho một cuộc tập trận lớn, được cho là lớn nhất từ trước đến nay, sẽ diễn ra ở tỉnh Campuchia vào tháng 5. Trước đó, đài VOA đã trích dẫn một công hàm ngoại giao không được công bố nhưng Khmer có được từ hồi năm ngoái, bất đồng đã nổ ra giữa hai nước vì những vấn đề có liên quan đến biên giới sau khi quân đội Việt Nam đơn phương cán mốc dọc biên giới chưa được phân định trên biển ngoài khơi Campuchia theo công hàm vào ngày 23 tháng 4 năm 2018. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2018, gửi Đại sứ quán Việt Nam, Bộ Ngoại giao Campuchia đã đòi Việt Nam phải hủy các cột mốc đã dựng nên vài tuần trước đó. Công hàm cáo buộc nhiều lính Việt Nam và một cái phà chở công nhân xây dựng đã đặt 4 mốc bằng sắt và 3 cột mốc bằng bê tông giữa biển gần khu vực biên giới. Một đảo nhỏ của Campuchia nằm giữa bờ biển Tây Nam Campuchia và Phú Quốc, một hòn đảo mà trước đây Campuchia từng tuyên bố thuộc chủ quyền của nước này và phản đối hành động của Việt Nam, đồng thời phía Việt Nam gỡ các cột mốc nhưng quy luật đi ngược lại với hợp tác mà hai nước đã liên kết. Sau đó, đài VOA đã không liên lạc được với Bộ Ngoại giao của Campuchia để yêu cầu bình luận về công hàm ngoại giao đó. Trong khi đó, một viên chức đã được xin giấu tên vì không được phép bình luận, nói rằng tình hình tại địa phương giờ đã yên ắng hơn, nhưng Hòa Bình đang thảo luận về cột mốc này. Trong khi đó, một số bất đồng được giới cơ quan báo chí truyền thông nước ngoài cho rằng vụ bất đồng về các cột mốc biên giới do phía Việt Nam dựng nên không được đề cập đến và hiện vẫn không rõ phía Việt Nam có đồng ý tháo dỡ chúng theo yêu cầu của Campuchia hay không. Tuy nhiên, trong một số các động thái có liên quan rõ ràng thì những căng thẳng giữa Việt Nam và Campuchia đang dần trở thành những xung đột tiềm tàng và dần trở thành những xung đột hiện thực. Nếu như trước đây chỉ có các nhóm đối lập của Campuchia tìm cách chia rẽ để chống Việt Nam trên các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới và lãnh thổ, thì hiện nay tình hình này đã chính thức lan sang Bộ Ngoại giao của Campuchia. Hồi năm 2017, ông Hun Sen chính thức tiêu diệt các đảng đối lập, dựa vào đó để khả năng tranh cử của ông ta vào cuộc bầu cử năm 2018. Đây là yếu tố mất đi nguồn cơn để khơi gợi chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Campuchia, buộc Hun Sen phải bộc lộ bộ mặt thật của ông ta trong tinh thần chống Việt Nam, thì hiện nay Hun Sen lại đang đi theo dấu của người kẻ thù cũ của mình là Pol Pot. Hun Sen lại đang chứng minh cho Trung Quốc thấy rằng ông ta là một trợ thủ đắc lực, một đối tác có thể tin cậy được và là một kẻ chống Việt Nam kịch liệt. Nhưng tất cả sẽ dẫn Campuchia vào một hố sâu lớn, đó là việc thay đổi chế độ và đưa ra hàng loạt các mối xung đột mâu thuẫn khu vực biên giới đối với Việt Nam. Trên các phương tiện nêu trên, Việt Nam đang giữ thế thượng phong khi có một lượng quân sự mạnh, nhưng sẽ dần mất đi nếu như quân đội Trung Quốc ngày càng gia tăng mức độ hiện diện tại Campuchia. Đây chính là yếu tố khiến cho các quốc gia trong khu vực trở nên lo ngại. Tiếp theo, một số tin tức mà chúng tôi mới vừa cập nhật. Vào chiều ngày hôm qua, trang Khmer Times toàn tin, Campuchia và Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung tại huyện Chanh Ria, tỉnh Sơ Riêng, Campuchia, nơi có chung đường biên giới tại tỉnh Long An của Việt Nam, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng về các nỗ lực cứu hộ cứu nạn, một động thái mà giới quan sát cho là nhằm gửi một thông điệp cứng rắn đến Việt Nam với sự hiện diện Trung Quốc đã có mặt ở đây. Đến thời điểm hiện tại, hai nước Trung Cam đã công khai sự hiện diện quân đội của Trung Quốc ở các tỉnh dọc biên giới Tây Nam của Việt Nam.
Trang Khmer Times cũng loan tin Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thi Banh sẽ chủ trì lễ khai mạc cuộc tập trận Trung Cam nằm dọc biên giới giữa tỉnh Xoay Riêng và tỉnh Long An của Việt Nam. Trang này dẫn lời tướng Samphan, Quốc vụ Khánh Bộ Quốc phòng Campuchia, ông Samphan cho biết, có tổng cộng 10.000 binh sĩ mỗi quốc gia 5.000 người sẽ tham gia tập trận này và máy bay trực thăng, xe tăng, pháo phòng không, tên lửa hành trình hiện đại nhất của Trung Quốc cũng sẽ được sử dụng. Một sĩ quan chỉ huy tác chiến cho biết quân đội hai nước Trung Cam sẽ tấn công vào các mục tiêu giả định trên không và trên bộ, với khoảng cách mục tiêu từ 100 km đến 300 km. Những động thái hết sức bất ngờ này cho thấy, chư hầu Campuchia đã vâng lệnh Bắc Kinh để tấn công Việt Nam bất kể khi nào Trung Quốc muốn. Hiện nay, các phe nhóm tranh giành quyền lực trong đại lục, Bắc Kinh rất cần đến một cuộc chiến ngắn ngủi để giải quyết mâu thuẫn đang diễn ra khốc liệt trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh rút kinh nghiệm thất bại nặng nề trong cuộc tấn công vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam vào năm 1979 bằng cách mua chuộc được thêm chư hầu Campuchia ở biên giới Tây Nam, nhiều căn cứ quân sự được Trung Quốc xây dựng, trang bị vũ trang hiện đại. Các tỉnh của Campuchia nằm sát nách với 10 tỉnh của Việt Nam. Trong mấy ngày này, các tỉnh biên giới Tây Nam của Việt Nam như Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang, người dân đã thấy các xe tải quân sự được phủ bạt kín liên tục xuất hiện đến và đi cả ngày lẫn đêm. Vào chiều tối ngày hôm qua, nhiều người dân địa phương đi ngang qua các doanh trại quân đội này, họ đã thấy xuất hiện nhiều binh lính Việt Nam đồn trú, các doanh trại quân đội. Đây là những động thái đề phòng từ phía Việt Nam. Theo một nguồn tin nội bộ cho biết, trong mấy ngày này, Bộ Quốc phòng gấp rút chuyển quân đến khu vực Tây Nam, nơi có quân khu 7, quân khu 9, quân đoàn 3 và 4, các khu vực giáp tranh với 4 tỉnh này, đã được báo động đỏ cấp 1, luân phiên nhau sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất ở các tỉnh biên giới đang có sự hiện diện của quân lính Trung Cam. Cuộc tập trận chung này nhắc nhở người dân Việt Nam liên tưởng đến cuộc chiến cuối năm 1978 đầu năm 1979 với quân Khmer Đỏ do tập đoàn Pol Pot chỉ đạo, được hậu thuẫn từ Bắc Kinh đã tấn công vào lãnh thổ Việt Nam. Sau khi bị quân đội Việt Nam phản công, chỉ vẹn vẹn một tuần lễ chư hầu Pol Pot đã bị sụp đổ hoàn toàn. Và giờ đây, Thủ tướng Hun Sen được Việt Nam giúp đỡ xây dựng chính phủ và đưa ông lên làm Thủ tướng Campuchia lâu đời nhất trên thế giới. Sau hơn 35 năm, Thủ tướng Hun Sen lại đi vào vết xe đổ của chính mình. Giờ đây, Hun Sen đã 70 tuổi nên có thể vì tuổi tác, sức yếu thường xuyên phải sang Trung Quốc chữa bệnh, dẫn đến lù lẫn quên mất bài học cách đây 41 năm về trước. Một nguồn tin nội bộ cho biết Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng quân khu 7 đã có buổi làm việc với tỉnh Long An để kiểm tra một số công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập. Đến 15 giờ chiều nay, người dân quanh khu vực này đã chứng kiến nhiều máy bay trực thăng của Việt Nam liên tục bay lượn trên bầu trời biên giới Tây Nam. Đây là động thái đáp trả tương xứng của Việt Nam đối với quân đội hỗn hợp Trung Cam và đây cũng là lời cảnh báo từ chư hầu Campuchia nên chấm dứt ngay các động thái khiêu khích đe dọa Việt Nam. Bản tin của chúng tôi xin được phép kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến về chiến sự giữa Việt Nam, Campuchia và Trung Quốc để gửi đến quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe tin tức.